Bộ phim Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài do Triệu Lộ Tư và Lưu Đạc đóng chính đang phát sóng những tập cuối cùng. Với nội dung kiểu mì ăn liền, phù hợp với khán giả yêu thích dòng phim ngôn tình, Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài vẫn đang làm mưa làm gió. Đảm nhận vai nữ chính Cố An Tâm, Triệu Lộ Tư nhận nhiều lời khen chê trái chiều. Nhiều fan cho rằng Triệu Lộ Tư đã thể hiện tốt hình ảnh Cố An Tâm, đáng yêu, nghịch ngợm. Còn những người qua đường lại mắng nữ diễn viên làm lố, chỉ biết trơn mắt, bụi môi, chứ không có tài năng gì đặc biệt. Bất chấp những lời chê bai, Triệu Lộ Tư vẫn tiến âm âm trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh lật mặt nhanh như chớp của Cố An Tâm, Triệu Lộ Tư đã được hé lộ. Clip này được fan girl Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài chia sẻ, ghi lại cảnh Cố An Tâm trước và sau khi ra mắt gia đình chồng. Cụ thể, khi đứng trước mặt người lớn, Cố An Tâm rụt rè như chú thỏ con. Nhìn dáng vẻ sờ sệt, mắc cỡ của An Tâm, nếu như không xem phim, có thể nghĩ rằng nhân vật này rất dịu dàng. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, An Tâm lại đổi tính đổi nết, trở về nguyên hình, là cô nàng ngổ ngáo hài hước. Ngồi trong ô tô với những người bạn thân thiết, An Tâm không ngừng nhún nhảy trông vô cùng đáng yêu. Tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.